Lũ quét cuốn trôi, vùi lấp hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng. Sau trận mưa lớn kèm theo lũ quét và sạt lở ngày 14 tháng 10, hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng bị đất đá vùi lấp, xáo trộn. Chiều ngày 16 tháng 10, nhiều người đến nghĩa trang Hòa Sơn sau khi hay tin nghĩa trang đã bị xáo trộn sau mưa bão. Trong trận mưa lịch sử vào chiều ngày 14 tháng 10 vừa qua, tại khu vực nghĩa trang này đã xảy ra lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Đất đá từ trên triền núi bên cạnh tràn xuống vùi lấp hàng trăm ngôi mộ được chôn cất tại khu vực các đường số 7, số 3 và số 1 trong nghĩa trang này. Những ngôi mộ sát vách núi bị lũ quét cuốn trôi, các phần mộ bên dưới bị đất đá vùi lấp, xáo trộn. Nhiều gia đình đã cho đào xới, nhặt nhận lại hài cốt của người thân. Nhiều người vẫn chưa biết làm sao để tìm lại được mộ của người thân. Lãnh đạo Ban Quản lý Nghĩa trang Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra thực tế và báo cáo cơ quan chức năng. Nhưng do diện tích sạt lở lớn, đến nay vẫn chưa thể thống kê được hết số lượng mộ mà bị ảnh hưởng. Ban Quản lý đang phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra để tính toán phương án khắc phục. Ông Nguyễn Duy Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn cho biết, sáng nay ngày 16 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã họp khẩn bàn phương án xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ gây sạt lở ở nghĩa trang này. Quý vị, sau trận ngập lịch sử phải có đến hàng chục ngàn xe máy tại Đà Nẵng bị chìm trong nước, các cửa hàng sửa chữa xe máy quá tải. Nhiều người dân vùng rốn lũ, sinh viên nghèo gặp khó khăn trong việc khắc phục. Rất nhiều nhóm sửa xe miễn phí đã xuất hiện tại Đà Nẵng, trong đó có một nhóm thợ sửa xe máy lặn lội từ huyện miền núi Nông Sơn và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã ra thành phố Đà Nẵng hỗ trợ sửa xe máy giúp người dân sau trận ngập lụt kinh hoàng. Trong thiên tai, tình người vẫn thấm đượm. Đường Hoàng Thị Loan, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đây chỉ là một trong số rất nhiều địa điểm được anh em làm nghề sửa xe máy đến từ huyện Nông Sơn, Thăng Bình, Quảng Nam lựa chọn làm nơi sửa xe miễn phí cho bà con Đà Nẵng. Nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên và lao động nghèo bị hỏng xe do cơn đại hồng thủy gây ra tối 14 tháng 10 đã đến đây để được hỗ trợ. Đà Nẵng là cũng vừa trải qua một cái cơn mưa như thế này là cũng gọi là lịch sử trong trước giờ, thì có những cái hoạt động như thế này thấy cũng rất là hay, thì cũng khuyến khích rất là nhiều những anh em ở nhiều vùng khác nữa chứ không riêng gì là những anh em Nông Sơn ra đây để mà hỗ trợ bà con như thế này. Như trường hợp của em sinh viên Hồ Thị Hằng, khu vực em trọ có địa hình thấp trũng, nhà trọ lại lụp sụp nên khi nước lên quá nhanh, ai nấy đều không kịp trở tay, đành bất lực nhìn chiếc xe máy ngập chìm dưới con nước dữ. Nước rút, Hằng đưa xe đến tiệm sửa nhưng phải chịu cảnh chờ đợi vì quá tải. Biết thông tin có đổi sửa xe miễn phí, em rất phấn khởi. Em thấy đó một điều rất là tuyệt vời của mọi người có thể tình thương yêu nhau với mọi người trong khi gặp hoạn nạn. Người lập ra nhóm sửa xe miễn phí này là các anh em làm nghề sửa xe máy đến từ Quảng Nam. Từ trưa ngày 15 tháng 10, các đội sửa xe này đã mang theo đồ nghề, khăn gói bắt xe ra Đà Nẵng đến các điểm nóng hỗ trợ bà con. Các anh cho biết sẽ sửa xe miễn phí cho người dân cho đến khi nào hết xe mới về. Công là còn miễn phí hết, không bao giờ lấy tiền. Với trừ khi mà nhà xe bị ái nước là buộc chủ xe phải trả tiền nhất, mà lấy tiền nhất là lấy lại gió dốc của mua bình nhất tại họ. Trận mưa ngập lịch sử ở Đà Nẵng đã khiến người dân Đà Nẵng thiệt hại rất nhiều tài sản. Tuy nhiên, trong thiên tai, trong mất mát, tình người của lá lành đùm lá sách, của tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vẫn luôn hiện hữu. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 7 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm bão Nesat ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 121,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 110 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tương đương với 89 cho đến 102 km mỗi giờ, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km mỗi giờ. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 17 tháng 10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của bão Nessat từ ngày 16 tháng 10 trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 7 sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4 đến 7 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cùng với bão Nessat, những ngày tới thì Biển Đông còn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Do sự tương tác với không khí lạnh nên dự báo diễn biến bão Nessat rất phức tạp. Thưa quý vị, trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm này, nước cơ bản đã rút, chỉ còn ngập cục bộ một số địa phương. Tuy nhiên, các khu vực ngầm tràn, nhiều cầu vẫn đang bị ngập, đi lại rất khó khăn. Đặc biệt, tuyến đường quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lai bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Hiện tại, nhiều cầu tràn ở trên hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Krông, bùn đất còn rất nhiều, hàng ngàn hộ dân đi lại rất khó khăn. Còn tại tuyến quốc lộ 15D, sụt lún chia thành nhiều đoạn, mỗi đoạn cách nhau khoảng 100m. Vết nứt rộng nhất khoảng 1,5-2m, sâu hơn 2m. Chiều dài vết nứt kéo dọc theo hai bên tuyến đường. Tuy nhiên, vào lúc khoảng 12 giờ đêm qua, toàn khu vực đứt gãy trên đã sụt lún xuống phần ta luy âm hoàn toàn. Một phần quả đồi cũng sụt sâu khoảng 5m. Đoạn sụt lún dài thêm khoảng 200m, cách cửa khẩu quốc tế La Lai chừng 4 km. Hơn 100 xe vận tải hàng không thể lưu động. Thưa quý vị, ngày hôm nay 16 tháng 10, chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện các phương án khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập sâu lịch sử vào tối ngày 14 tháng 10. Nhiệm vụ ưu tiên trong ngày hôm nay là bảo đảm lương thực, nước uống cho người dân vùng ngập sâu, vùng chưa thể dọn dẹp bùn đất xong, đồng thời tiến hành dọn dẹp vệ sinh bùn đất khu vực trung tâm thành phố. Tại các khu vực còn bị ngập, các lực lượng sẽ tập trung thoát nước trong hôm nay để bà con dọn dẹp. Trong khi đó, tại các khu vực bị ngập sâu, bùn đất vùi lấp lớn sẽ huy động thêm lực lượng hỗ trợ người dân, đồng thời đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân. Cũng trong sáng nay, các địa phương kêu gọi nhân dân chung tay dọn dẹp vệ sinh bùn đất. Các trường học huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp để có thể dạy và học trở lại đúng kế hoạch. Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ cho việc khắc phục hậu quả, đồng thời có tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình ứng phó khắc phục đợt thiên tai này. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo về việc quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng. Cùng với đó, SCB cũng có sự thay đổi lớn trong nhân sự. Ông Vũ Anh Đức, giám đốc Vietinbank chi nhánh 11 thành phố Hồ Chí Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị SCB thay cho ông Bùi Anh Dũng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định bổ nhiệm 4 thành viên hội đồng quản trị khác tại SCB là các ông Phạm Quang Tiên, Võ Quang Bửu, Trang Nhân Hậu và Vũ Thành Phương. Kính thưa quý vị, công trình đường dây 220 kV Kiên Bình Phú Quốc dài 80,4 km với 117 trụ tháp vượt biển, tổng đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, vừa được chính thức đóng điện giai đoạn thứ nhất. Đây là công trình đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220 kV dài nhất khu vực Đông Nam Á, được triển khai lần đầu tại Việt Nam do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam tiến hành hơn 3 năm trước. Đây là công trình đường dây vượt biển từ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương ra đảo Phú Quốc, có tổng mức đầu tư là hơn 2.221 tỷ đồng, quy mô gồm hai mạch có tổng chiều dài là 80,4 km, 169 vị trí cột, móng trụ điện trên biển được thiết kế với hệ cọc bê tông ly tâm dự ứng lực, đúc sẵn chống nhiễm mặn, liên kết với hệ đài móng rộng 400m², mỗi cột cao từ 55 đến 87m. Khoảng cách giữa các cột trung bình là 560 mét, đường dây đảm bảo tĩnh không hàng hải và có hệ thống cảnh báo an toàn hàng không theo quy định. Theo ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, công trình đã hoàn thành đóng điện, vận hành cấp điện áp 110 kV giai đoạn 1 an toàn, đạt chất lượng giúp cho việc cung cấp điện trên địa bàn thành phố Phú Quốc được cải thiện tốt hơn về chất lượng, độ tin cậy, giảm tổn thất điện năng, đã kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110 kV hiện hữu đang vận hành ở mức nguồn cung cấp điện đến năm 2030.